Xin chào mọi người, lại là Linh đây. Và Linh đã quay trở lại với cả mọi người trong video mới. Thì lần trước á, sau khi mà Linh collab cùng với cả Lee trong video Best and Worst Purchase của năm 2019, Linh đọc comment và Linh cảm thấy rất là vui, bởi vì là mọi người rất là enjoy cái video đấy. Và Linh nhận ra là mọi người cũng rất là quan tâm tới những cái sản phẩm linh tinh, những món đồ linh tinh khác mà Linh mua cho cuộc sống hàng ngày của Linh. Thay vì là chỉ có những sản phẩm beauty hoặc là make up, thì Linh thả hết tất cả những cái thứ gì mà Linh mới mua trong thời gian gần đây mà Linh nghĩ là sẽ khá là thú vị để share với cả mọi người. Bắt đầu thôi. Ta-da! Tất cả những cái sản phẩm mà bọn mình sẽ ho trong ngày hôm nay á, thì nó sẽ nằm gói gọn trong cái túi ba bị này. Đợt đấy thì đúng vào mùa Giáng sinh, thế nên là có rất là nhiều những cái cốc cũng như là những cái bình đựng nước phiên bản trông rất là lễ hội, và Linh không thể nào mà cưỡng lại được. Thì mình cuối cùng quyết định mua hai cái em này. Đầu tiên là em bình đựng nước bằng nhựa này nhá. Cái bạn này á, thì dạo này Linh hay sử dụng để có thể mua sữa đậu nành ở phía dưới cái cửa hàng tiện ích 7-Eleven ở dưới nhà Linh, bởi vì Linh rất là thích uống sữa đậu nành và hay mua sữa đậu nành. Ngoài cái nắp chai giống như là bình thường thì nó còn có một cái nắp vặn nữa, mà cái kích cỡ của nó, nắp miệng to hơn. Như thế này thì nó rất là tiện, bởi vì mỗi lần mà mình mua sữa đậu nành ấy, thì mình rất là thích là có đá luôn. Hay là mọi người mua bất kỳ một loại nước nào gì đi chăng nữa ở ngoài đời chẳng hạn, mà cần phải pha chế hay là có đá điếc này nọ, thì Linh thấy là mua cái này rất là tiện. Tiếp theo thì là một cái mug. Cái này thì thực sự là bởi vì Linh chưa có một cái mug nào coffee bằng xứ cả, thế nên là Linh mua. Nói chung là rất là xinh và Linh cảm thấy thích đều cả hai em này, đặc biệt là em này nữa, bởi vì Linh hay đi mua sữa. Thì Linh đã mua cây Rouge Allure Velvet Luminous Matte Lip Color. Lần trước thì Linh có làm video review những cái cây son hai em, thì cái dòng son Rouge Allure Velvet Luminous Matte Lip Color này là một trong những cái dòng son mà Linh rất là yêu thích của Chanel. Và khi mà Linh phát hiện ra là em ý có cái thiết kế đặc biệt của mùa lễ hội năm nay, đó chính là cái nắp này này, nó có in cái hoa camellia là hoa trà. Hồ đỏ này có mã hiệu là 627 Camellia Carmine. Em này thì Linh mua luôn ở trong store của Chanel ở Sài Gòn Central á, thì nó có giá là 980.000 một cây nhá. Từ trước giờ Linh chưa bao giờ sử dụng bất kỳ một cái loại skincare nào của Chanel cả, thế nên là Linh cũng hơi kiểu tò mò xong kiểu mình bôi thử xong người ngửi, thế là thôi, xong đứt luôn mọi người. Thử xong cái là mua liền luôn em này. Thì đây là em Chanel Hydra Beauty Camellia Water Cream Illuminating Hydrating Fluff. Đại loại thì nó là một cái loại mà kem dưỡng ẩm, nhưng mà nó hơi kiểu dạng lotion cream ấy, tức là nó hơi lỏng hơn một cái dạng kem bình thường. Lý do mà Linh mua em này là bởi vì sau khi mà thử ra tay xong ấy, thì Linh cảm thấy cấu tạo nó cũng khá là thích, thẩm thấu khá là nhanh. Nhưng mà điều khiến mình muốn mua nó đó chính là mùi hương của nó. Mùi của nó có mùi kiểu như là chiết xuất từ hương hoa trà, camellia, và nó là cái mùi mà rất là thơm. Cái túi tiếp theo mà Linh lôi ra thì là một cái túi của Jo Malone. Mọi người biết đấy, Linh rất là thích nước hoa của Jo Malone, đặc biệt là mùi Orange Blossom. Thế nên là Linh quyết định là mua lại một lọ khác. Lúc đầu Linh định mua lọ to, nhưng mà Linh sợ là Linh dùng không hết kịp thì nó lại đổi màu như lọ to kia kìa. Thế nên là Linh chỉ nhờ bạn Linh mua hộ cái chai 30ml thôi, vẫn là mùi Orange Blossom này. Và đây là cái chai mà size 30ml đầu tiên mà Linh mua. Linh có cảm giác không quen bởi vì cái lọ của nó khá là nhỏ, nhưng mà Linh nghĩ là cái điểm cộng ấy là nó rất là dễ để mình có thể mang đi du lịch. Bởi vì mỗi lần mà Linh đi du lịch ấy, Linh không mua mấy cái chiết nước hoa, Linh rất là lười, thế Linh toàn thảy luôn cả cái lọ đấy vào. Mọi người cứ tưởng tượng cái lọ 100ml đấy nó chiếm rất là nhiều chỗ luôn ấy. Thế nên là cái lọ này thì Linh cảm thấy là mình có thể dễ dàng mang theo bên người này, bởi vì là cái tên tuổi của nó được nhắc đi nhắc lại trong năm nay khá là nhiều, và Linh cũng bắt đầu kiểu tò mò ấy. Linh đã mua thử cái em Biologic Lotion P50W. Em này thì nói là lotion thôi, nhưng mà nó basically là một cái loại toner á, mà mọi người có thể sử dụng sau cái bước sữa rửa mặt, có mùi y hệt như là mùi giấm luôn. Nhưng mà Linh thì Linh không quan tâm lắm, miễn là nó tốt và miễn là nó sử dụng hợp trên da của mình. Thì cái loại lotion này nó có hai loại. Một em là lotion P50W, nó kiểu nhẹ dịu hơn. Và một em nổi tiếng đó chính là em lotion P50. Thì Linh nghe nói là P50 á, mọi người dùng đôi khi hay bị kiểu lên mụn trước này, giống như kiểu purging trước, và đôi khi sẽ có một vài phản ứng, sau đấy thì nó mới kiểu làm da của mọi người đẹp lên ấy. Trời ơi, sau khi mà Linh dùng thử hai hôm đầu tiên xong ấy, Linh cảm thấy nó đúng là
rất chi và đáng tiền luôn đấy mọi người. Linh chưa bao giờ sử dụng một cái loại toner nào mà nó lại kỳ diệu đến như thế. Đây là một cái lần rất là lâu sau khi mà Linh phát hiện ra cái em, ví dụ như là Sunday Riley Luna Sleeping Night Oil, là cái sản phẩm đấy khiến Linh cảm thấy là wow, một cái kiểu như là như kiểu tìm được vàng ấy. Thì em này mang lại cho Linh cảm giác y như vậy, cảm giác như là Linh tìm được vàng và kim cương để đắp lên mặt Linh vậy. Đây là em lotion P50, nó kiểu mạnh hơn một xíu so với cái em này, và nó có trọng lượng là 250ml. Em này thì có giá là 2 triệu mấy, nói chung là không hề rẻ. Bạn này thì Linh chưa có mở ra để dùng thử, bởi vì là Linh muốn dùng hết cái P50W đã để xem nó như thế nào, cũng như là để da của mình nó đang hợp rồi thì nó cũng kiểu như là nó làm quen được lâu hơn. Và sau đấy khi nào mà hết sạch thì Linh sẽ chuyển sang dùng luôn lên P50, là giống kiểu mình lên level ấy, mình lên level dần dần. Em này thì có tên là Complex Erythrol. Nó là một cái loại Balancing and Purifying Serum for Face. Cái này thì Linh nghĩ là có thể bôi được toàn mặt, nhưng mà theo hướng dẫn của chị Hoa á, thì Linh chỉ chấm lên mụn khi mà Linh cần thôi. Thì hôm trước Linh có Instagram story cho mọi người update rất là nhanh cái hôm mà Linh bị một cái phát mụn to đùng ở trên trán này. Không để nó to lắm nhưng mà nói chung là nó cũng to so với thời gian gần đây. Thì Linh có lấy nó để chấm vào mụn trong khoảng tầm 2 ngày thì Linh thấy là nó lên cồi rất là nhanh, và Linh có thể nặn cái cồi đấy ra và Linh bôi thuốc vào thì nó bây giờ nó hết. Em này thì thực ra là Linh nghĩ là Linh cũng phần phải sử dụng thử nhiều hơn một chút, bởi vì là một cái lọ này rất là đắt, lọ này thì còn đắt hơn cả lọ này luôn. Lọ này có trọng lượng là 30ml, là một cái cỡ size to luôn đấy mọi người, và nó có giá là 2 triệu mấy. Nói chung là những cái đồ này của Biologic nó không thể nào mà rẻ hơn dưới 1 triệu được. Nhưng mà hiện tại thì Linh cảm thấy là có một niềm tin rất là mãnh liệt vào hãng này. Sản phẩm tiếp theo đó chính là những cái hộp cream cheek của hãng Honest Beauty của chị Jessica Alba. Linh có mua một màu là màu Plum Berry, là cái màu mà đậm đậm á, màu kiểu màu mận. Thôi cả bên này thì Linh có mua màu rose pink, là màu hoa hồng nhẹ nhẹ phơn phớt để có thể đánh hàng ngày. Hôm nay thì Linh có đánh ở trên má Linh một xíu ở giữa, bên dưới thì có một cái màu má khác nhưng mà mình mix với nhau và mình đánh cái em này trên. Wow, nói chung rất là xinh và rất là dễ để sử dụng. Hôm nào Linh sẽ làm demo ở trong một cái video kiểu như là makeup review khác cho mọi người xem nhá. Em này là một cái lược để mọi người gội đầu, trông nó thì rất là đáng sợ đúng không, kiểu nhìn nhọn nhọn, nhưng mà thực ra những cái đầu này thì nó làm bằng kiểu nhựa silicone thôi, thế nên nó không đau một chút nào luôn ý. Và lúc đầu thì Linh cũng nghĩ là cái sản phẩm kiểu mình có cần thiết là phải mua một cái lược để gội đầu không, thì trời ơi nó thích thật sự mọi người ơi. Bình thường á thì Linh chỉ kiểu cần đổ luôn trực tiếp dầu gội đầu vào đây, thế xong rồi Linh sẽ để tay như này, nó có cái nút nấc ở đây này đấy, thế xong rồi mọi người sẽ gội đầu như bình thường thôi. Ôi trời ơi, cái đầu nhọn nhọn này nó massage vào da đầu của Linh rất chi là thích, và kiểu như là nó hết ngứa ấy, mà nó hết ngứa một cách rất là cảm giác như là mình đang được đi gội đầu. Thế nên là Linh rất là highly recommend em này. Thực ra mà tuần trước Linh có ghé qua cửa hàng lại đây Refill Station. Hôm nay thì Linh sẽ đưa cho mọi người xem những cái mà Linh thấy là tâm đắc nhất mà Linh đã kiếm được ở trong cửa hàng lại đây Refill Station hôm trước. Thì đó chính là em này đây, một cái lọ trông rất là xinh đúng không? Em này thì là nước lau nhà hữu cơ từ chế phẩm sinh học. Mùi của nó là mùi gì thì thực sự là Linh quên mất rồi. Linh chỉ nhớ là nó có hai mùi khác nhau thôi. Một cái mùi thì nó có màu hồng hồng như thế này, còn một cái mùi thì nó có màu xanh ấy. Và Linh chọn cái mùi màu hồng này bởi vì cái mùi này nó hợp với cả Linh hơn. Em này thì có trọng lượng là 585g. Và sau mỗi lần mà sử dụng á thì Linh có thể quay trở lại cửa hàng là The Review Station và Linh có thể mua trực tiếp luôn đấy. Tức là mình không mua thêm lọ mới mà mình chỉ đổ lại thêm thôi. Đầu một tuần ít nhất là mọi người phải lau nhà một lần. Và mỗi một lần đấy mà mọi người dùng những cái loại nước lau nhà mà nó có kiểu chất xuất từ hóa học ấy thì sau đấy nó sẽ đổ ra môi trường. Thế nên là mặc dù Linh thì Linh không nghĩ là mình mà là một người kiểu quá là zero waste, và Linh không tự tin để mình có thể zero waste được, nhưng mà Linh sẽ làm hết những cái thứ mà mình có thể trong tầm tay để có thể giúp ích cho cuộc sống của mình hơn, cũng như là mình vẫn có thể bảo vệ môi trường, cũng như là giảm thiểu nhiều nhất cái tác hại mà mình thả ra vào môi trường. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm thực ra Linh nghĩ là không phải có gì quá là mới lạ. Đây là những cái miếng bịt đồ ăn bằng vải với cả tráng sáp ong. Những cái miếng này thì nó mọi người có thể tái sử dụng, tức là sau khi mà bịt đồ ăn xong ấy thì mọi người có thể rửa
cũng như làm sạch bằng nước nước lạnh hoặc là nước ấm vừa phải thôi, không dùng nước nóng nhá, bởi vì nó sẽ chảy mất cái lớp sáp ong ở trên. Linh rất là thích bởi vì hôm đấy Linh ở lại đây Refutation, Linh tìm được một cái miếng nó rất là to, bởi vì nhà mình hay sử dụng mấy cái bát ô tô ấy, thế nên là Linh tìm mãi không thấy có ở đâu bán mấy cái mà nó to như thế này. Thế là mình rất là vui, mình mua luôn cái hai cái màu hồng, một cái mình đang dựng trong tủ lạnh rồi. Còn những cái mà ví dụ như cốc nước mọi người ví dụ uống xong chẳng hạn, xong rồi mọi người còn thừa cái gì đấy mọi người đậy vào, thì mọi người chỉ cần đây ép nó vào như này thì cái sáp ong ấy nó sẽ dính vào bên dưới. Cái sản phẩm cuối cùng mà Linh mua lại đây Refill Station đó chính là cái túi to đùng này đây. Trời ơi, Linh thực sự rất là kiểu thích túi to bằng vải bố canvas như thế này bởi vì nó rất là tiện. Em này ấy thì mọi người có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như đi chợ này bởi vì nó rất là tiện. Nó có khá là nhiều ngăn để mọi người có thể đựng đồ này, thì em này vừa có thể đi chợ này, vừa có thể sử dụng làm túi để mọi người làm việc, đi làm việc không cần đeo những cái gì nó quá là nhỏ hay là nó quá là fancy. Mỗi lần mà Linh đi ra ngoài làm việc á, Linh chỉ thích đeo những cái túi như này thôi để mình đựng thật là nhiều đồ. Ok, ba cái sản phẩm cuối cùng ấy thì nó thuộc cùng một hãng và nó cũng thuộc cái hạng mục là những cái sản phẩm mà phục vụ cho nhà cửa cũng như là bọn mình sử dụng trong gia đình nhiều hơn. Thì đây là những cái sản phẩm để làm sạch cũng như là lau sạch, giống như là cái nước lau nhà hữu cơ kia vậy. Thì đợt vừa rồi á, Linh có mua thử ba cái sản phẩm này của hãng Seven Generation. Nặng quá nên là Linh sẽ cầm từng cái một nhá. Thì đầu tiên á, là Linh muốn mua đó chính là nước giặt. Linh cảm thấy là về nước giặt á, là bọn mình sử dụng rất là nhiều, nhà Linh thì giặt khá là nhiều, mỗi lần một tuần á, thì Linh nghĩ là Linh cả anh Hải giặt đồ chắc chắn ít nhất là phải tầm 2 lần, ít nhất là 2 lần một tuần để giặt đồ của bọn mình. Thứ nhất là nó tốt hơn cho quần áo của mình này, nó có tốt hơn cho da cơ thể của mình, cũng như là nó tốt hơn cho môi trường thì tại sao không? Nó không có cái mùi hương liệu gì này, nó không có những cái chất gì này, và đặc biệt là 97% thành phần từ cái này thì nó được tạo nên là từ chiết xuất từ thiên nhiên, từ cây cỏ. Nhưng mà mùi của nó ấy thơm, mà sau khi giặt xong nó vẫn thơm luôn. Trời ơi, nó có mùi đúng như kiểu như là mọi người thả mùi hương cam trong này, mà nó ngửi không hề kiểu phách một tí nào, không hề hóa học một tí nào, mà cái mùi hương cam rất chi là cam, rất chi là thích. Thế Linh mua luôn cả em mà kiểu như là nước xịt bề mặt kiểu gọi là multi-purpose cleaner ấy, để mọi người có thể xịt trong nhà vệ sinh này, xịt cọ nhà tắm này, xịt cọ trên bàn bếp. Linh rất là ghét cái mùi của mấy cái sản phẩm mà để bọn mình xịt ở trên bếp ấy, thì những cái mùi đấy nó thực sự rất là tởm ấy, mùi nó kiểu siêu hóa học luôn. Hay Linh mua em này, trời ơi, nó rất là thích. Khi mà xịt ra Linh thực sự là không ngửi thấy cái mùi gì độc hại luôn, và Linh cứ nghĩ là mấy cái này thì nó sẽ không làm sạch được, nhưng mà bất ngờ lắm luôn ấy, bởi vì nó có thể làm sạch luôn được tất cả những cái vết kiểu dầu mỡ ở trên mặt bàn nấu ăn cũng như là mặt bàn bếp của mình rất là dễ dàng. Cái cuối cùng mà Linh mua thì đó chính là nước rửa bát, cũng tương tự như là cái sản phẩm xịt này, hay là nước rửa bát hay là nước lau nhà. Đây là những cái sản phẩm mà bọn mình sẽ sử dụng rất là nhiều trong tuần, rất là nhiều trong tháng. Em này thì hôm đấy Linh mua nó hết cái mùi citrus này rồi, thế nên là Linh phải mua mùi lavender. Cái này thì nó có hương lavender và hương bạc hà. Nói thật là Linh mở ra thì Linh không thể có thích lắm đâu, bởi vì Linh thực sự không phải là một fan cuồng của mùi lavender hay đặc biệt là mùi bạc hà. Nhưng mà lỡ rồi, thế nên là Linh cũng sẽ sử dụng thử để xem là nó như nào. Đấy cũng chính là ba cái sản phẩm cuối cùng mà Linh sẽ nhắc tới trong video, một cái video ho, một cái video khoe đồ mới với những cái món đồ rất chi là random của Linh, từ make up beauty cho tới những cái sản phẩm sử dụng cho gia đình. Nhưng mà Linh mong là mọi người sẽ thích cái sự thay đổi cũng như là cái sự đa dạng này trong những cái video ho sắp tới của Linh. Và nếu như mọi người có bất cứ nhu cầu hay là muốn xem những cái gì mà mọi người chưa thấy Linh làm nhiều thì cũng comment cho Linh để Linh có thể tham khảo. Và nếu như mà mọi người chưa subscribe cho channel của Linh á, thì cũng đừng quên nhấn nút subscribe cho channel để bọn mình có thể gặp nhau trong những cái video mới nhất trong thời gian tới. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của mình nhé. Bye bye.